Đồ dùng điện tử trong nhà bằng tên tiếng Anh. Đây là gì đây? Đây là gì đây? Tủ lạnh. Tủ lạnh tên tiếng anh đọc là refrigerator refrigerator đây là gì đây máy tính bàn máy tính bàn tên tiếng anh đọc là computer computer đây là gì đây <laughs> máy tính sách tay máy tính sách tay tên tiếng anh đọc là laptop Laptop đây là gì đây tivi tivi tên tiếng anh đọc là television television đây là gì đây máy chụp hình máy chụp hình tên tiếng anh đọc là camera camera đây là gì đây điện thoại di động điện thoại di động tên tiếng anh đọc là cell phone cell phone đây là gì đây tài nghe tai nghe Tên tiếng Anh đọc là Earphones Earphones Đây là gì đây? Nồi cơm điện Nồi cơm điện tên tiếng anh đọc là rice cooker rice cooker đây là gì đây máy giặt máy giặt tên tiếng anh đọc là Washing machine, washing machine đây là gì đây quạt máy quạt máy tên tiếng anh đọc là fan Fan. Đây là gì đây? Bàn ủi. Bàn ủi. Tên tiếng Anh đọc là Iron. Iron. Đây là gì đây? Máy sấy tóc. Máy sấy tóc. Tên tiếng Anh đọc là Hair dryer. Hair dryer. Đây là gì đây? tông đơ cắt tóc tông đơ cắt tóc tên tiếng anh đọc là hair trimmer hair trimmer đây là gì đây máy pha cà phê máy pha cà phê tên tiếng anh đọc là coffee maker coffee maker đây là gì đây máy hút bụi máy hút bụi tên tiếng anh đọc là. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner.